quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, công tác đảm bảo an toàn giao thông, xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông, vệ sinh môi trường luôn được Thanh tra Sở Giao thông Vận tải quan tâm, chú trọng, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Lực lượng Thanh tra Giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 50 trường hợp với các lỗi vi phạm, phạt tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 14 trường hợp, tước tem và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phù hiệu xe có thời hạn 15 trường hợp. Xử phạt 45 trường hợp về lĩnh vực vận tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng 4 trường hợp và 1 trường hợp vi phạm về đường thủy nội địa. Hiện lực lượng chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện đường thủy nội địa, các phương tiện vận chuyển, nhồi nhét hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp xe khách, xe dù bến cóc gây mất trật tự an toàn giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Hiện nay, tình trạng phương tiện quá hạn kiểm định, phương tiện hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra. Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 116 phương tiện hết niên hạn sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Trong đó, có 24 xe chở khách, 92 xe tải. Điều đáng nói, những phương tiện hết niên hạn sử dụng không được quản lý chặt nên vẫn lén lút hoạt động chở người, chở hàng tại một số tuyến đường ở nông thôn, khu vực các bãi vật liệu, nhà máy. Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá những phương tiện này nếu vẫn tiếp tục tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất cao. Luôn có mặt ở các điểm nóng, tham gia bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, đảm bảo về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. Đó là hình ảnh dễ nhận thấy của chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động PK02 Công an tỉnh, luôn cơ động trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Nhóm phóng viên chúng tôi đã theo chân tổ công tác đặc biệt, xử lý tội phạm tại những điểm nóng. Tổ liên ngành đặc biệt 282, gồm lực lượng cơ động, đội hình sự, Cảnh sát giao thông, công an tỉnh, công an huyện phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đặc biệt là thanh niên chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, vi phạm nồng độ cồn. Tại khu đô thị Vinhome Ocean Park Văn Giang, lưu lượng công nhân lao động tự do khá đông. Đây là điểm nóng, tình trạng thanh niên lao động vi phạm như uống rượu bia, sử dụng ma túy, diễn biến khá phức tạp. Lập chốt kiểm tra tại xã Nghĩa Trụ, không khó nhận thấy thực trạng hàng loạt người điều khiển phương tiện qua đây có biểu hiện vi phạm và chống đối khi được kiểm tra. Để thực hiện cái việc kiểm tra về an ninh trật tự, rồi trật tự an toàn xã hội, rồi hành chính, rồi nồng độ cồn đối với các trường hợp tham gia giao thông, rồi sinh hoạt trong các cái tuyến địa bàn phức tạp. Khu vực Ocean Park thì cơ bản là công nhân ở các cái vùng núi, rồi các vùng dân tộc. Vì vậy cho nên là cũng khá là phức tạp về an ninh trật tự, ví dụ như là các cái đối tượng nghiện hút. Cũng tại tuyến quốc lộ 39, tại khu công nghiệp Thăng Long 2, lưu lượng công nhân tan ca đông, tình hình an ninh trật tự trên tuyến nhiều, diễn biến phức tạp, nghĩa là vào thời điểm cuối năm. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong các lỗi phổ biến gây ra tai nạn giao thông thì vi phạm nồng độ cồn được xếp thứ 3 sau vi phạm làn đường, phần đường và không đội mũ bảo hiểm. Thực hiện cái đợt cao điểm trong cái dịp Tết Dương lịch và dịp Tết Nguyên đán, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 chúng tôi sẽ tiến hành xử lý các hành vi vi phạm như là chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ với quá tải trên dọc tuyến quốc lộ 39 để đảm bảo cho việc đi lại của người dân được đảm bảo an toàn, xử lý nghiêm các cái hành vi đấy để chấm dứt những cái tai nạn giao thông xảy ra ở trên tuyến. Sau một tháng ra quân, từ ngày 15 tháng 11 đến nay, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 860 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,7 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 137 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 61 trường hợp vi phạm về quá tải trọng. Để tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm góp phần giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí, hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường ra quân xử lý các vi phạm,
tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch, phương án đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân được an toàn trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.